Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày liên tiếp. Cụ thể thì kỳ nghỉ này sẽ kéo dài từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 cho đến hết thứ Ba ngày mùng 3 tháng 9. Đợt nghỉ này thì sẽ bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy thì công chức, viên chức của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày theo nội dung nêu trên. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.